Xin chào các bạn, hôm qua chúng tôi vừa mới làm xong được chiếc diều thần 1m37 bằng cáp quang, nhìn cũng rất đẹp mắt. Ngoài trời gió đang ở mức từ 6 đến 8 km/h, gió khá yếu nhưng chúng tôi vẫn muốn thả xem sao. Ở khoảng cách dây ngắn, có vẻ như diều chưa thể bay lên được. Ta sẽ thử lại ở một khoảng cách xa hơn xem thế nào. Bạn thấy đấy, với một chiếc diều thần được làm từ cáp quang thì gió yếu từ 6 đến 8 km/h, diều sẽ chưa thể bay lên được, nên chúng tôi phải chờ một thời gian rất lâu. Khi gió đạt ở mức 10 km/h thì diều đã có thể bay lên. Tuy rằng lượng gió cần thiết chưa phù hợp với chiếc diều này, nhưng nhìn cách mà chiếc diều mới đang bay được ở trên cao cũng đủ làm chúng tôi vui. Còn bạn, bạn có muốn tìm hiểu cách tạo ra một chiếc diều giống như thế? Hãy theo dõi chúng tôi, vì trong video tới, ta sẽ cùng xem cách mà chúng tôi tạo ra một chiếc diều thỉnh 1m37 từ cáp quang sẽ như thế nào nhé.